Năm qua em luôn chăm ngoan và nhiệt tình công hiến, dẫu sức em lâm mây cũng không thấy phiền. Em nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi, có sao bây giờ chúng em... Các chị đây! Biết! Các chị đi ra đi! Một năm qua làm như châu, tưởng em đâu xem, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền. Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết. Giờ này mình còn chưa có lương à? Anh đừng có về nhà nữa nhá. Em đừng có về nhà nữa nhá. Chắc cứ thắc mắc mãi sếp đã phải chịu nhân viên. Thấy sếp hứa chắc chắn sang mai có tiền. Bao nhiêu công trông mong bông này lòng em tê tái. Lý do cũng vì sếp chia ít tiền thế nên ưu phiền. Một năm qua làm như trâu thường sao in quá. Sếp không thương chúng em đây mà. Vợ con em mà nghe tin thường sao in quá. Chắc chắn là nhốt em trong nhà. Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá tiền đâu mà tăng lương mà có thấy gì đâu. Anh em ta thấy lo âu. Chắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê. Thấy sếp thưa phóng khoáng chúng em mới về. Bao công ty bên kia vẫn đang mời lương cao ngất. Chúng em không về vẫn theo bên này đứng do nhiều người. Vậy mà nay thưởng và lương tại sao im quá. Chúng em mong tiếng tình hoài. Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp. Chúng em đi đến nơi làm tiền. Mọi mặt hàng năm nay đều tăng giá tiền đâu mà mua. Chỉ để hoài tăng lương mà có thấy gì đâu. Anh em ta thấy lo âu. Chắc sếp cũng biết do chúng em làm vì đam mê. Thấy sếp hứa phóng khoáng chúng em mời về. Bao công ty bên kia vẫn đang mời lương cao ngất. Chúng em không về vẫn theo bên này cũng do yêu nghề. Vậy mà nay thưởng và lương tại sao ít quá. Chúng em mong tiếng tình hoài. Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn sếp. Chúng em đi đến nơi làm tiền. Mà không tăng lương thì ngày mai chúng em thôi việc. Yeah.